Ê thằng kia, mày vừa đụng đúng tao đấy. À, xin lỗi nha. Ê thằng kia, biết tao là ai không mà đụng mà bỏ đi vậy hả? Thì tôi xin lỗi anh rồi còn cái gì. Mày đụng trời áo tao, mà xin lỗi kiểu đó nữa hả? Là chết gì gái là cái chết tê tái mà. Nhưng mà mình cũng muốn được vậy.